Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục câu chuyện trong tháng của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 3 năm 2015, tức là ngày rằm tháng Giêng Xuân Ất Mùi 2015 tới đây, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tổ chức Ngày thơ Nguyên Tiêu với chủ đề Hướng về biển đảo Tổ quốc. Đây là một trong những hoạt động thường niên hết sức ý nghĩa, không chỉ những nhà thơ mà cả của công chúng yêu thơ. Và nhân dịp này, chúng tôi, nhóm phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đã có cuộc trao đổi với nhà thơ Hải Thanh, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh xung quanh vấn đề này. Trước tiên xin cảm ơn nhà thơ Hải Thanh đã nhận lời mời tham gia cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa nhà thơ Hải Thanh, xin nhà thơ cho biết cái ý nghĩa chung nhất của Ngày thơ Nguyên Tiêu năm nay là gì? Từ ngàn xưa, Tết Nguyên Tiêu hay gọi là Tết Trung Nguyên, Tết Thượng Nguyên đều được người Việt xem trọng. Bởi đấy là cái ngày viên mãn, ngày hội tụ cái linh khí của đất trời để kỳ vọng cho một tương lai tốt đẹp, đồng thời cũng là tôn vinh cái việc học hành và làm thăng hoa những giá trị văn hóa, trong đó có thi ca. Ở Việt Nam ta ấy, thì từ rất xa xưa đã có rất nhiều văn nhân thi sĩ như là Mãn Giác Thiền Sư, rồi Trần Nhân Tông, Lý Thánh Tông, Cao Bá Quát có những bài thơ hay. Về ở thời cận đại thì vào dịp mùa xuân năm Mậu Tý 1948 tại núi rừng Việt Bắc, mặc dù là bận trăm nghìn việc quân việc nước, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước cái cảnh viên mãn của vầng trăng Nguyên Tiêu đã làm bài thơ tuyệt tác là Nguyên Tiêu. Từ năm 2003 thì theo đề nghị của Hội Nhà văn Việt Nam thì Đảng và Nhà nước ta đã đồng ý lấy cái ngày rằm tháng Giêng là ngày thơ Việt Nam, và đây là cái lễ hội mới được coi như là hưởng ứng và tổ chức trên quy mô toàn quốc. Thưa nhà thơ Hải Thanh, Ngày thơ Nguyên Tiêu Xuân Ất Mùi 2015 ở Vĩnh Phúc sẽ có cái nét gì mới hơn so với những ngày thơ đã tổ chức những năm trước đây? Ngày thơ Nguyên Tiêu Xuân Ất Mùi năm nay là sự nối tiếp của những lễ hội tôn vinh thơ ca trước đây. Và đây là sự tiếp lửa để thi ca hòa nhập với cuộc sống. Cùng với việc thực hiện các nghi lễ của ngày thơ thì năm nay chúng tôi sẽ tổ chức tôn vinh 10 bài thơ của các tác giả Vĩnh Phúc đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc nhiều năm qua. Tuyển chọn và thả 65 câu thơ của hội viên để chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập tỉnh. Ngoài ra tại ngày thơ thì chúng tôi còn tiếp tục triển lãm ảnh về chủ đề Vĩnh Phúc với biển đảo của Tổ quốc. Thưa nhà thơ Hải Thanh, thông điệp mà ban tổ chức Ngày thơ Nguyên Tiêu năm nay muốn gửi tới cuộc sống đó là gì ạ? Trải qua hàng ngàn năm nắng chắn bão giông, chiều qua nắng lửa thì vượt lên mọi thiên tai địch họa, thì con người Việt Nam đã rút ra một kinh nghiệm sống, đó là phải đoàn kết. Không có đoàn kết sẽ không có sự phát triển. Chúng tôi thả lên bầu trời những câu thơ yêu người, yêu cuộc sống, đó cũng chính là thông điệp hòa bình và thịnh vượng. Vâng, một lần nữa xin thay mặt những người thực hiện chương trình xin cảm ơn nhà thơ Hải Thanh, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện hết sức ý nghĩa với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Xin hãy chúc nhà thơ Hải Thanh cùng toàn thể cán bộ nhân viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh sang năm mới với nhiều sức khỏe, thành công mới và đóng góp tích cực hơn nữa cho sự phát triển của tỉnh nhà Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục câu chuyện trong tháng của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc xin phép được khép lại tại đây. Thay lời những người thực hiện chương trình, xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.